Alo. Lô, anh Phúc, có phải số anh Thao không ạ? Vâng, tôi nghe đây. Vâng, anh ơi, em nhận được chim rồi anh nhá. Rồi, ok. Vâng, bác nuôi kiểu gì mà chim đẹp thế? Ừ, được, tốt rồi, thế là tốt rồi. Vâng, anh ơi, em hỏi một chút nhá. Bây giờ thức ăn của nó là nó tự ăn đây, cứ bỏ vào vào là nó tự ăn đúng không anh? À, cho ăn lúa, cho ăn cắm cắm gà con nhá. À vâng, lúa với cắm gà con với gạo ạ. Ừ. Dạ vâng, em hỏi một chút nhá. À, cái đầu nó hơi đỏ, hình như nó hút vô cái thùng. Hơi đỏ thì có việc gì Không, không anh nhỉ? anh bôi vào đấy, À, anh bôi đánh bôi, anh dấu ạ. đánh dấu vào. Ừ, anh đánh dấu đấy. Đánh dấu, ừ vâng. Cái ừ cặp một là anh đánh dấu ạ. ừ Dạ vâng, cảm ơn anh. đẹp Vâng. không, đẹp không? Đẹp đẹp, anh nuôi kiểu Ừ, gì đẹp thế? em ở chỗ nào, Thanh Hóa? Em ở ngay thị trấn Như Thanh, Thanh Hóa luôn anh. Em kể lại câu chuyện giao dịch giữa giữa em là một khách hàng với anh là như thế nào nào. Dạ em thì em lên YouTube, sau Ừ. đó em thấy anh cung cấp giống, nhìn thấy cũng đảm bảo nên em chuyển tiền cho anh. Ờ, nhưng mà sau Vâng. khi em chuyển tiền thì em cứ dặn đi dặn lại anh là bảo anh ưu tiên nhớ chuyển cho em giống nọ giống kia đẹp rồi khỏe mạnh đúng không? Dạ vâng, Thế và là em em chuyển cho anh như thế là hơn 2 triệu mà em lấy 3 đôi đúng không? dạ vâng Rồi vâng anh lấy là loại đặc biệt cho em đấy, con nào bóng trơn là con nào đầu đỏ là con đực nhớ chưa? dạ vâng Ờ, em hộp thì anh ghi là con số số con 1 mà dấu cộng là con đực là đôi số 1. Đấy. dạ vâng Nhưng mà em nuôi 3 đôi này thì em cứ nuôi bánh tẻ, em cứ nuôi lẫn được, sau là tự nó vào đôi đôi nào thì mình đỡ phải dạ vâng vâng ạ ghép. Ừ. vâng Thế vâng bây giờ nhìn thấy chim thả ra thì bảo là không biết là anh nuôi kiểu gì, cái giống chim của anh nó ở đâu mà nó to nó đẹp thế, nó bóng sáng thế. Chào Ừ. anh mua kiểu gì ở đây em cũng đi khắp nơi đi mà chim nó nhỏ lắm mà sáng Ừ. và anh Chim mua kiểu nhỏ gì đúng mà không? đẹp thế. Mà Vâng mã của nó không thể sáng sủa bằng vâng phấn hồng như là mã ngỗng như của anh được. vâng anh có bí quyết gì chỉ em với. Bí quyết thì thôi được rồi, em là khách hàng thì em cứ nuôi xong rồi em làm chuồng, em thỉnh thoảng em cứ điện cho anh liên tục vào. Dạ Anh sẽ vâng chỉ tư vấn cho em, tại vì em tin tưởng bên anh chia sẻ thôi chứ anh có gì đâu. Nhưng mà đến giờ phút này là em cảm thấy là hài lòng khi mà em bỏ ra số tiền này đúng không? dạ vâng em cảm ơn Ừ. anh. Với Ok. một cái là nói thật với anh là em mua này là bằng lòng tin, em Ừ. tin anh Ừ. đấy đấy là em chuyển tiền cho anh thôi. Ừ Vâng đã nhưng tin mà đấy nhau thì là thích anh cũng rồi. lấy lòng tin vâng ở em xong thì vâng em lại gieo rắc cái lòng tin đấy đến cho những người ở Thanh Hóa thế thôi. dạ vâng Thời buổi bây vâng giờ làm ăn nó phải thế, khó khăn thì vâng cực khó mà dễ với người cực dễ. dạ vâng vâng thế Em hết là là cảm người ơn. bỏ ra số tiền gần đấy thì anh phải đưa cho em cái giá trị nó xứng đáng với số tiền em bỏ ra chứ, đúng không? Dạ vâng. Ừ. Vâng, trước hết là cảm Rồi. ơn anh. Sau này là Ừ. có vấn đề gì Thỉnh là nhờ thoảng cứ anh giúp điện cho đỡ. anh liên tục vào thì sẽ có nhiều vấn đề để trao đổi với chim nhá. Dạ vâng. Vâng, Rồi, ok, thế nhá. anh ơi, em Ơi. hỏi một chút là có cho nó uống thuốc gì nữa không? Hay là chỉ có Thỉnh nuôi thế thoảng thôi? cho nó uống thuốc, uống cái vỉ của thuốc của người có loại 12B đấy nhá. 12B là Ừ. thuốc gì ạ nhỉ? Cái thuốc con thuốc nước ấy, nó là vitamin tổng hợp từ từ B nọ đến B kia đến B12B thì nó là À 12B. à 12B cứ ra Em cứ thuốc ra có cho 12. vỉ 12B 7.000 đấy, em hôm nào em định cho uống thì em cho nó nhịn đói từ từ sáng đến 4-5 giờ chiều, em pha ít nước mấy ít cái đấy vào làm sao đủ nó lên. Trong cơn khát nó đến nó rít một lúc là hết thế thôi. À dạ vâng Ừ. vâng. Vâng, em cảm ơn anh. Ừ. Vâng Ừ. vâng ạ. Vâng ạ. Ừ. Lồng Vâng. chim thì em lên để chỗ nó thoáng một chút nhá. Dạ Kiểu vâng. gì buổi sáng buổi chiều mà nó có một tí nắng vào là tốt, vì Dạ. nó sẽ bông tơi lông và nó sẽ dặn mạt và nó diệt vi khuẩn vi trùng trong chuồng chim. Dạ vâng. Ừ. Vâng. Ừ. Vâng, thế thì em cảm ơn anh nhé. Ừ rồi Vâng. ok, thế nhá. Vâng, em chào anh. Ừ ok. Vâng. Alo. À, sao Vâng. à, con chim đưa về gáy Hôm xưa là mấy hôm rồi ạ? mới có hôm qua chứ đâu. À, hôm qua gửi về đâu nhỉ? Về cái mình tính đây. À xem mình tính nhá. À, bác gái đây. Ồ, vâng, con đấy gái giọng thổ đẹp mà. Gáy trong cổ mà. Đó mà cái túi đời nó được lâu chưa? Dạ. Cái túi đời nó được mấy tháng rồi. Tuổi đời của nó cũng phải được 5 rưỡi rồi, Là 5 rưỡi 2 năm rồi tầm ý.
Vâng, chim đấy thì nó thuần thuộc rồi, chẳng qua là cũng bác cũng là người tin tưởng chuyển tiền 3 triệu thì không phải gửi cho bác con chim đấy, thế là nó gáy rồi là mừng cho bác rồi, không vấn đề gì cả. Còn gáy thực tế là nó là đúng là âm thổ đúng không bác? Âm thổ đấy mà chim to đẹp các thứ, mà độ nói chung là con đấy bác chơi thì càng chơi nó càng càng hay nữa, thế thôi, nó quen bác rồi thì nó lại càng chơi nhiều nữa. Nó đã tháng nó gáy rồi. Vâng, con đấy gáy, nó gáy đủ 4 tiếng hậu một mà gáy âm thổ mà nó cũng đẹp mà. Hôm qua thì mới bảo vào được một lúc khoảng cỡ hơn một tiếng là nó gáy được vô được đâu à. Vâng đấy, cho vào hộp mà về hôm trước hôm sau nó gáy thế là được rồi. Chim mùa này nó cũng đang thay lông, đang tụt, nhưng mà con đấy nó gáy thế là được rồi. Cái nó gáy được một lâu đại đấy. Vâng, con đấy nó cũng hay gù lắm, nó hay gáy hay gù, nhưng mà chắc là nó phải mất tuần sau thì bắt đầu nó mới nổi hẳn lên được. Vâng, bác cứ một mình một chủ thì bác cứ cho ăn thật tốt và thì nó sung ngay mà. Vâng, để bác nhá, yên tâm đi. Bác ở trong gì nhỉ, cái gì, Nghệ An nhỉ? Quý Hợp, Nghệ An. Quý Hợp à, rồi đúng rồi. Vâng, vâng. Thế bác. Bác là đó, đây mà chơi. Vâng, vâng, đúng rồi, cháu nhớ bác ở trong Quý Hợp đến lúc nào có địa phận công tác gì gần đây cho điện cho bác. Tại vì cháu cũng có sổ sách ghi chép khách hàng đầy đủ mà. Ờ, chờ nhà mà cách thì chỗ ngã tư Nhổn đi lên đấy thì sao? Không, ngã tư Nhổn đi về đây chắc nó Nhổn nó về đây nó không phải 50-60 cây. 50-60 cây nữa. Vâng. Vậy là ở mãi trên ấy à? Trên Ba Vì, chân núi Ba Vì, Sơn Tây mà, trên Sơn Tây mà. Vâng. Tây. Cách thị xã Sơn Tây 10 cây, cách chân núi Ba Vì mấy cây thế thôi. Bác hồi đó cũng làm ở Sơn Tây rồi chứ? Vâng, Sơn Tây thì nó thuộc thị xã Sơn Tây đấy, gần gần đấy. Từ nhà ra thị xã Sơn Tây mất chục cây, hơn chục cây tí. Thì như ở Xuân Mai không? Làm ở Xuân Mai. À, vâng. Vâng. Thế là ok rồi. Người bác cũng báo tin, thế là cảm ơn bác. Thì mọi vấn đề là thỉnh thoảng bác cháu mình nói chuyện về chim cò một chút cũng rất là vui. Bác nhá. Bác cứ theo dõi trên kênh YouTube suốt thôi mà. Vâng, vâng, đúng rồi. Đó đây mấy mai ngày kia là thấy phát hiện của mấy con hay hay lại đăng bác lại xem, hay là có bạn bè bây giờ ai thích chơi thì bác giới thiệu. Vâng. Thì sáng hôm qua mới đăng lên một con, một cặp nó mới kết đôi đúng không? Vâng, vâng, đúng rồi. Vâng. Nó quay được cả lúc nó mã nhau đấy. Vâng. Vâng, vâng.